Nabibilot siya ka ng langmusi na yun. Hindi mo na. Không biết để em muốn đấy. Tay đâu đấy, tay đâu đấy, đứng lên tay đâu, em sơ về tay em đi đâu, để tay đâu đấy. Bị tiêu chảy ấy, tiêu chảy lên mệt. À, em cũng chưa biết là cho cái gì. Ở bên ngoài để chơi với em tí. Nói đi, thay em tay đâu mà cho em đó, em chịu tay. À, em đỏ ra. Mình nhắn nha. Mình nhắn, mình nhắn nha. Ừ, nay trên sáng rồi, tí nữa đang sáng. Tại sao này nhắn đi khám đó. Bắt tay luôn rồi đấy. Đâu? Bắt tay nó. Tay. Thích mấy cô cơ. Thích mấy cô. Thích mấy cô thôi à. Nằm lồng oxy này đó. Thật chứ anh điều trị đây rồi. Em đi đi. Em cũng tìm hiểu trên mạng mấy cái trung tâm này. Mấy ngày được 2 tuổi nhé. 2 tuổi. Mình 2 tuổi. Yếu lắm anh ạ, không ăn được. Sữa cũng không uống. Mình cứ xem sau. À, cứ thương này, có cái thương này. Em về nhờ bác sĩ tỉnh táo đi vết thương này, có thể bị nhiễm trùng bao lâu rồi? Đó, đi ngồi nè. Em bé. Em bé.
bác sĩ và thì cảm thấy đây nó hơi đứng hơi cho nó. Sửa của nó cũng cái cây hoa quả rau củ nó kéo Việt Nam nó ăn đấy, nó xong bé này nó không sửa như vậy. Nhà anh muốn sửa gì? Sửa thì có thể sửa cũng thích, nhưng mà có rồi cũng không có thể sửa chi tiêu được hoa quả. Ép cho uống sữa không đường mà không bé không uống. Mẹ nó bỏ rơi em thấy lúc em về là tay cũng thương tích nhiều, tay bị thương này. Này tay bị thương này này, anh xem này, tay bị thương này này, em để cái này vết thương này có thể nhìn trùng này. Ok, chút em là bác sĩ cẩn thận này, thương tay này, ngón tay này nó bị rồi này. Đấy. Da xanh xong này sợ làm sao không? Không, cũng không có nên nhỏ này, màu trắng này. Tay này xem vì sao mà tay này không sao, tay này chỉ nhìn cái chuyện gì. Sửa này, sửa chứ được đấy. Với cái tay của mình xem. Tay này bị thương này. Tay này bị xử lý nhiễm trùng đấy. Nhưng mà bọn em kiểm tra xem có thể xương bị gãy hoặc gì đấy. Có thể là thương. Chính xác là mình cứu bạn đấy là nhận được bạn đấy từ mấy hôm anh nhỉ? Khoảng 3 hôm chị ạ. 3 hôm, một người là ăn ngủ, đi phân, đi tiểu, các thứ là vẫn bình thường. Phân lỏng thế đấy. Phân lỏng thế đấy. Phân lỏng thì mình bị kéo dậy nữa. Có máu không ạ? Cái thương mình trình cảm là cái này. Nó máu nó. Em vội thương ngủ thế đấy tối. Ok, để báo kết quả bạn làm biết. Rồi. Nhà giáo viên xem cái bệnh trường nó nhé. Cái cần cái số bạn ấy có một số vấn đề cần lưu ý đấy ạ. Hiện tại thì công thức máu sinh hệ sinh lý của bạn này là sinh lý các chỉ số về bạch cầu, hồng cầu, hồng cầu của bi, thì hiện tại là vẫn đang ở mức bình thường, không viêm nhiễm hay là suy giảm miễn dịch cũng không thiếu máu, khả năng đông máu và tiểu cầu cũng bình thường. Đấy. Chỉ số gì bình thường? Còn những cái chỉ số bất thường của bạn đấy là cái chỉ số về GGT, nó liên quan đến mạch, hai chỉ số này nó đều tăng,
so với ngưỡng bình thường, ngưỡng bình thường tối đa là 78, cái GGT này tăng nhẹ nhưng cái ALB này thì hơi tăng cao gấp khoảng tầm 4 lần. Nó điều đấy chính là mật. Nhưng đang mật đang có vấn đề, nhưng mà không biết là bạn này từ gần đây có hay thi thoảng nôn chớ hay gì, đi phân có màu khác lạ không? Không, phân thì vẫn khô. Bình thường thì anh ấy đi khám thì sao? Glucose ở đâu? Không, glucose thì trong ngưỡng bình thường thôi. Tất cả các chỉ số khác thì là tụy này, gan, mỡ máu, đường huyết, canxi, phốt pho, thận thì đều ngưỡng bình thường, chỉ có cái chỉ số về mặt nó. Mặt đấy bây giờ nếu mình xử lý trong chỗ cái này. Cái này thì nếu mà lâm sàng của bạn đấy vẫn bình thường ấy, thì mình về theo dõi thêm và sau đấy thì xét nghiệm lại xem cái chỉ số này nó có thay đổi không. Không biết là bạn này là ăn nó cách đây bao lâu rồi anh nhỉ? Bạn này là sáng nay rồi, mình ăn để xét nghiệm. Vâng, ly tâm thì thấy cái huyết tương nó cũng hình vàng. Mình nếu mà biểu hiện lâm sàng của bạn này vẫn bình thường đấy, thì về mình theo dõi thêm xem xong rồi sau đấy là định kỳ lại. Mấy hôm rồi anh cho khám lại cho mình có thể ra mình cũng cứu. Thì mấy hôm là anh ấy cho khám lại xem mình là xem nào. Dạ, rồi. Thì mình cứ theo dõi xem nếu mà bạn đấy ở nhà vẫn bình thường thì khoảng tầm 1 tháng sau mình cho xét nghiệm lại. Còn nếu mà có biểu hiện khác thường mình báo qua nhé. Đúng không? Mới hiện tại mình đây cũng mới, nó chỉ sẽ tăng nhưng mà lâm sàng bình thường thì mình theo dõi. Nên xin ở nhà là anh cho chúng tôi như vậy. Cơm nó cười hoặc là em lưu lại hồ sơ anh đang gửi cho em trả. Dạ vâng. Cảm ơn Trần Vĩ. Cảm ơn Trần Vĩ. Đề mà bạn này khả năng bị tiêu chảy nhiều, người rất là mệt, xong rồi lơ đờ, hơi nhợt nhạt, hơi vàng. Da bạn này mấy bạn nhỏ này đều thế. Tay tí nữa bọn em chụp xem cái tay nó có gãy không. Em sợ nó quăng xương. Anh đang nghĩ là nó quăng xương thôi. Để em sẽ cho bạn ấy chụp X quang để kiểm tra cái xương đấy xem sao. Không có gãy xương đâu, là tổn thương mô mềm. Còn đến đợi cho bạn ấy nghỉ hơn một chút nào. Xong rồi hãy cho chụp X quang. Nếu bạn ấy được nghỉ thì lồng này ấm lên hẳn đỡ hơn. Nó chắc mình mệt lắm. Tiêu chảy luôn rồi. Rất mệt. Cái bàn này cái này là thương thể là nó ngay giờ. Cái này là anh tư vấn cho bạn này là đừng sửa là thiết kế cho công ty này thiết kế hoa quả động viên này. Rồi, đừng cầm tay, biết đâu. Tay đau đấy, rồi, đứng, tay đau. Anh Sơn thì tay em đi đâu? Để tay đâu, đấy. Hả? Tiền ơi! Cái này cũng vậy, bắn mệt quá, đã đi ngoài nhiều, mình cứ chạy. Mình cứ chạy như vậy này. Mình cứ chạy thì mệt. Anh cũng chưa biết mà trong cái ăn gì. Chuối dằm ra nó không nhiều cái màu. Nếu mà không ăn được thì cho bằng xi lanh á.
em nghĩ là còn chưa cai sữa mẹ đâu. Bú cho mẹ đấy. Tình trạng em bé là vẫn cắn áo em như kể không? Sữa mẹ. Bạn này em bị cách chăm nữa, không chăm mà có. Mấy bạn này cũng khó nhé. Em biết biết đâu, biết thương như thôi. Cái bà này thì được cái chăm nhưng không cái chăm nhưng không phải cái chăm. Đây em, mình là anh chị của em. Đấy, chủ đề đấy anh có bắn tách đây, anh nhắn một số để sửa cái cây. Anh biết, đừng để cho em nghỉ đi, anh biết. Đấy, đúng rồi, để cho em tí. Ở đây để thấy em tay đâu mà cho em đâu em thử thế không nói thôi thì chơi đi mình tự tin rồi á thì dám gì em biết thấy đâu mà cho em đâu mà Hôm nay là
bố dỡ Bibi đi khám thì có một hai chỉ số mật về mật, bác sĩ đang nghi ngờ là mật của Bibi có vấn đề. Hôm tới khả năng bố với Bibi sẽ đến kiểm tra lại, xem chỉ số mật đã ổn chưa. Khả năng ngày hôm tới này siêu âm. Bibi với bố gặp được chú khỉ tội nghiệp đấy, nhưng mà hình như bạn kia đấy không biết chăm sóc khỉ, bạn chưa có kinh nghiệm nên là nhìn khỉ đã yếu, mới bạn mới nhận về 3 ngày trong đất gầy, thứ hai bị cả tiêu chảy, bị cả vết thương. Bố với Bibi còn trông thấy hơi buồn đi nhỉ. Bibi ngủ mất rồi, thế thì thời gian tới thì có thể là hy vọng là bạn kia bạn sẽ tiến hành chăm sóc chú khỉ con tội nghiệp đấy. Bố cũng đã lấy số điện thoại của bạn kia đấy, nếu mà bạn kia đấy mà cần sự hỗ trợ gì thì bố Bibi sẽ hỗ trợ bạn đấy. Nhìn chú khỉ đấy cũng tội nghiệp, giống như Bibi hồi bé thường hay ốm. Thời gian tới bạn kia nếu mà liên hệ tôi thì tôi cũng đi sẽ hướng dẫn bạn ấy, hướng dẫn bạn ấy cách chăm sóc chú gửi con đấy. Thì bố với Bibi có thể là qua nhà kiểm tra với chú gửi con thân nghiệp đấy, hoặc là cần giúp đỡ thì bố với Bibi sẽ giúp đỡ bạn ấy. Vì duyên thôi, tại vì là đáng nay hôm nay là không đi khám ở cơ sở này đâu, nhưng mà cơ sở đầu này là bác sĩ này ở đây nên là chạy qua đấy tình cờ gặp được chú khỉ con tôi một đấy. Đi thì Dung cũng cần có thêm một người bạn nên mình có thể cố gắng bố trí sắp xếp thời gian để qua hướng dẫn cũng như là chỉ kinh nghiệm chăm sóc chị Baby. Những kinh nghiệm đấy thì tôi nghĩ là đối với một chú khỉ con thì cần kinh nghiệm chăm sóc thôi, tại vì là rất ít người mà chăm sóc yêu thương khỉ tiếp xúc trực tiếp với tôi khi nhân khỉ Baby từ khi nó còn vài tháng tuổi. Đã ngủ mất rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi Baby, yêu quý Baby, cảm ơn bảo vệ Baby và cảm ơn các bạn đã luôn xem và có những góp ý tích cực cho kênh. Cảm ơn tất cả mọi người. Sau cơn mưa trời tạnh, trời bắt đầu ngớt mưa rồi. Đấy. Mọi người có thể để xem đất nước của chúng tôi nói chung đến thời điểm hiện tại rất là phát triển đấy. Tòa nhà rất là đẹp. Mọi người nếu có lịch trình đi du lịch thì mời mọi người qua thăm Việt Nam nhé. Đất nước rất mến khách, có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều loại trái cây, nhiều loại thực phẩm rất là độc và lạ, rất là ngon. Chúc mọi người một ngày
ngày mới đầy năng lượng.